Nhóm chúng ta là nhóm ai vô đứng center, ai vô đứng center. Đúng rồi. Mới lên sống con tập à. Tuổi gì mà vô center? Quá đáng ghê không? Người ta hát chính, người ta có center. Chính em vô đó em phụ họa thôi. Ủa vậy? Tôi lo cho Bám Kiều quá. Rồi bây giờ các bạn bắt cặp đi ạ. Ủa là em đang chỉ đạo à? Dạ. Ê mắt lé nha. Ê mắt lé đừng e anh với em không là tôi vừa gật đầu cái là mắt lé nha. Em về chỉnh lé nha. Không anh bị nhạy cảm quá rồi đó. Không anh tưởng là em nói anh luôn á. Ủa, ủa, ủa lé gì mà lé qua hai bên dữ vậy? Trời em là bị bắn lé á. Vậy mà em tưởng là anh em cho tiếp với anh đó. Đúng rồi anh em cho tiếp với anh đó. What? Anh ơi, em là trái thơm hả? Ngàn mắt ngàn tay vậy? Chị phải đội trưởng hay không? Trời đội trưởng không? Sao ăn miếng đi bà, làm sao? Có lấy không? Không. Không cho lấy rồi. Không? Ăn đi em. Đi qua bển đi qua luôn. Ăn đi bà. Ăn là miếng. Thôi tan. Trời anh ơi, không cho lấy. Ăn đi bà. Dương lấy đi. Thôi thôi. Ăn cái miếng ăn này thì quăng cái miếng nào sẽ rớt miếng đó. Và không phải hôm nay. Tất cả các tập về sau. Ăn miếng ăn nào rớt miếng đó. Không dám để luôn á. Miếng ăn nào rớt miếng đó. Bị đuổi ra thôi. Miếng ăn nào rớt miếng đó. Bị đuổi ra thôi. Nãy giờ. Cái gì vậy? Anh ăn rồi. Trời ơi, tôi bị bỏ bùa rồi. Tôi tức quá. Tôi tức quá. Phải bỏ thêm nữa. Bà Tiên. Bà Tiên ơi. Bà Tiên ơi, sao bà ghét tôi nghe. Trời con mình khi đó sẽ hóa thân thành cô Tiên. Cô Tiên về bán giá, cô chọn con đi theo tình đời. Chọn em rồi, chọn em rồi, chọn em rồi. Cô Tiên cô chọn con đi thôi. Anh đợi lần sau đi. Anh đợi lần sau đi. Yeah. Không, không ai chọn. Bò qua đây, bò qua đây. Trời ơi. Trời ơi. Đồ Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Không ai chọn. Em nhớ ngày hôm nay em không chọn anh nha. Anh chơi với em thân bại danh liệt. Nói chung là quy mô 1500 người không có gì đáng sợ với mấy bạn đúng không? Đúng. Trời ơi. Giờ không cần tập ra diễn luôn. Ra diễn luôn. Cho người vào. Ngủ đi. Ngu 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 ngu. Cái điều đáng sợ không phải là số lượng khán giả 1500 người. Điều mà các bạn phải vượt qua đó là ngày hôm nay các bạn sẽ phải kết hợp với ba khách mời mà chúng tôi đã mang đến cho các bạn. Trời ơi. Và mang lại những tiết mục đạt chuẩn nghệ thuật chứ không phải là hề. Chứ không phải là hề. Vậy thì đó bây giờ là mình làm cái gì vậy? Ủa vậy thì đó giờ tụi em làm cái gì chứ Thấm? Mà không đạt chuẩn. Trời ơi mình là thiếu chuẩn mực. Thiếu chuẩn mực trời ơi. Mình là những em nha. Sao? Cái câu ăn. Tụi em phải biểu diễn một tiết mục chuẩn mực nghệ thuật chứ không phải là hey. Đau đớn quá. Trời ơi. Đúng là kiếp làm hề. Kiếp làm hề. Trời làm hề bất công thế là còn lỗ một mình. Đồ điện đuôi không đuôi bả cũng chửi ta chìm miên. Mẹ ơi ớ biết không. Mỗi khách mời khi mà đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là các bạn ấy đã mang theo một bài hit của các bạn. Ồ. Và các bạn ấy sẽ kết hợp với hai cast. Chị ơi, mắc gì hát bài hit của họ mà không hát bài hit của tụi em. Ủa, em còn chỗ nữa hả? Hit không? Bài gì? Sao hay ra vẻ quá? Hit chưa? Hit rất hit. Mắc gì em có hit em không hát bài hát của chúng sanh. Em ơi, hồi nãy chị nói là nghệ thuật. Nghệ thuật. Anh em mình có bài hit bài chương trình mình. Hai ngày mùa dù là hai ba. Dù là ngày buồn hay vui hay nắng đôi hay mưa dầm. Có sao đâu anh em mình còn có nhau. Kuka 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 kuka. Mặt trẻ mang đến. Thấy không chưa là gì hả? Ủa mà mấy người thì có bài hit hả? Ủa mà mấy người thì có bài hit hả? Có không? Có bài hit không chị? Có hết chứ. Có không? Bài hit gì ạ? Dạ em cũng có một bài em fit với lại một trong những dàn cast của anh đó là ngủ một mình. Bạn có hiểu mà. Không mà con ta giết anh ơi. Em cũng có tác giả trong đó chứ không phải em cover. Em là trong team. Dạ đúng rồi. À, cái đó được. Là trong team nhưng mà Hiếu nó bỏ tiền ra đi PA một mình nó thôi. Đó. Bỏ tiền ra đi PA một mình nó thôi. Đúng. Trời ơi có anh đâu. Anh biết không? Là tất cả thành công của nó ngày hôm nay là do anh em hết. Đúng rồi. Nhưng mà khi nó lên nó trình diễn thì nó chiếm hết cả bỏ lầy. Trời ơi. Lúc ơi. Của nó. Nhưng mà đằng sau là anh em hỗ trợ nó. Mà trong đó anh thấy không, nó đi nó không bao giờ giới thiệu show cho anh em. Không bao giờ bỏ sáng một mình nó thôi. Mà cái vụ này Hiếu hả?
nó hãy một mình nữa. Đúng rồi. Nó hãy một mình. Cái bài kia, cái bài hãy nó hãy nguyên men. Nè, 2, 3. Hãy lời với anh thêm một lần nữa cho anh. Đây có lý do mà không dắt anh em theo là vậy nè. Tức là cái bài đó cái lời gốc là vì anh muốn đổi một mình đêm nay thôi. Thì ra là vậy. Thôi mọi người ơi, con... Thôi mọi người ơi, con... Về lại rồi đã có Negip giới thiệu bản hit của Negip rồi. Thì hai khách mời còn lại giới thiệu bản hit của mình đi. Em có một bài thi rap Việt đó là Lối đi riêng. À vậy lối đi riêng ngày hôm nay em diễn riêng mình, em đi tụi tôi không diễn chung với em đâu. Thì nào bài chung. Lối đi chung nè, lối đi chung đường đó. Rồi Isaac. Dạ, em định hát lại cái bài hồi xưa của em là bài Yêu Không Nghỉ Phép. Hát sao? Bài dễ thương thôi. Hát sao tôi nghe. Perché ti amo, ti amo, ti amo. Em có một bài hit hơn luôn bài đó đó. Bài gì anh? Cái bài nhạc buồn á. Cái bài gì anh? Cái bài nhạc buồn á. Em có bài chứ mấy mà suy nghĩ. Chán ngày em đó. Chán ngày đầu nó thương nhau hả? Để em đúng, có. Đúng. Em... Đó. Chết người vội cách xa nơi ta. Ta check người vội. Ủa bài này của bạn hả? Đúng rồi. Trời ơi, vậy mấy lâu nay tôi tưởng là trên mạng nó hát thôi, không biết là bạn hát. Tà lỗi. Bài này hay nè. Trời ơi, cho tôi hối lỗi một cái. Ủa, cảm ơn đi. Trời ơi. Bài đó bài hit của Isaac đó mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải chia đội và ba khách mời của chúng ta sẽ bước lên trước ha. Các bạn có quyền chọn coi là các bạn thích biểu diễn với khách mời nào thì các bạn đứng sau lưng khách mời đó. Đi. U đã vậy. Các bạn yên tâm đi, bởi vì các bạn chọn ai thì option phục trang của các bạn chúng tôi đã báo để cho trợ lý chuẩn bị hết rồi. Wow. Và ba tiết mục đó sẽ được chấm điểm. Và hội đồng nghệ thuật của chúng ta chính là 1.500 khán giả ngày hôm nay. Wow. Chúng tôi có một cái máy đo âm lượng. Khán giả sẽ sao ao tên các bạn chẳng hạn như vậy, và chúng tôi sẽ đo cái âm lượng lớn nhất của tiết mục đó. Sau 3 cái tiết mục dự thi của các bạn thì âm lượng máy đo được của tiết mục nào lớn nhất thì đội đó chiến thắng. Ngoài 3 bài này ra, bởi vì Ngô Kiến Huy của chúng ta dù sao cũng là ca sĩ. Chị. Trời ơi, dù sao. Hồi nãy là nghệ thuật chứ không phải là hề. Rồi bây giờ dù gì cũng là nghệ ca sĩ. Trời ơi. Nói là em quên luôn á. Hôm nay là sinh nhật mà luôn mà chị nói cái mỏ chị giật. Mỏ chị giật. Y ngại miệng đúng không? Chưa giờ anh tưởng em barista bartender không á. Thì ca khúc mà Huy sẽ mang đến trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã chọn một bài hoàn toàn mới chưa ra mắt của Ngô Kiến Huy luôn. À là tụi em thử nghiệm á ha. Nếu bài đó thành công là chương trình thành công ha. Mình phải hỏi cái bài của Huy hay không chứ. Nếu mà chúng tôi thấy không hay chúng tôi cắt khỏi chương trình. Đi. Tốt á. Nó cũng được. Rồi con người chị lạnh đó. Huy lạnh nè. Ok, cái bài đó hay nha. Dạ. Ok. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta chia đội đi ha các bạn ha. Bây giờ xin mời các bạn lùi xuống một chút và ba khách mời. Anh em mình qua bên đi, anh em qua bên đứng. Ba khách mời, xin mời ba khách mời đứng lên phía trước đi ạ. Em nói thiệt á, thật ra ba khách mời nó nhỏ này, rồi ta nghe đó. Em không có tâm đắc khách nào hết. Ủa sao vậy? Mỗi người thiếu thiếu gì hết. Chị he. Một mắt thì bắt tụi mình phải chọn. Rồi đi. Đây. Rồi chọn đi. Chọn đi, nhắm mắt lại đi. Tự chọn lại nha. Nhắm mắt lại. Công tâm nha. Kìa. Trời ơi, thằng bé nè, cái xương xuống điện ảnh ngày xưa không? Ý, còn nha. Rồi, tranh thủ nha. Hay chứ cờ bắp lắm đó. Trời ơi. Thục vô trong hết rồi. Ôi, sao chỗ nó gần sống dữ vậy em? Một, chuẩn bị chạy. Một, hai. Rồi, mở mắt đi ạ. Mắc cỡ chưa? Ủa sao vậy? Ủa? Là không ai chọn mình mà họ tự chọn họ, không có giá trị. Khó quá. Này chị đang nghĩ tụi em đáng. Khó quá. Chọn đi. Đáng đi, đáng chọn người đi cho nó hợp tác. Hợp tác đi thì ok. Không phải chọn người này bỏ người kia. Đúng rồi, cho khách mời chọn đi. Ai cũng thích hết. Ai cũng thích hết. Đúng rồi, khách mời chọn chị ơi. Rồi bây giờ nếu mà mấy bạn không chọn là tôi sẽ chỉ định nha. Thôi vậy đi anh ơi. Thôi vậy đi. Bao nhiêu tội lỗi gì thắm anh. Rồi bây giờ ngủ một mình của Negip với là Hiếu đúng không? Dạ. Thì bây giờ Hiếu diễn chung với Negip là đó. Trời ơi, ok luôn. Rồi, khỏi tập rồi. Vậy đây, hay vậy. Khỏi tập rồi. Trường Giang là cưng Hiếu nhất đúng không? Rồi cũng thân với Negip nữa đúng không? Giang về đội này luôn. Trời, khỏi tập luôn. Trời ơi, anh không muốn mấy ngủ một mình đêm nay. Anh là tập nhiều nhất đó. Anh là phải tập nhiều nhất đó. Yên tâm, trời ơi. Có Hiếu, có Negip là lo gì nữa. Rồi, đợi tôi xong. Ủa nhanh vậy? Bây giờ Isaac thấy Tuấn hay sờ mó Isaac nãy giờ? Trời ơi,
Không thiệt đã quá anh ơi. Đó. Sao bộ bộ nó gợn gợn quá bạn. Trời ơi sao bạn ở đây được. Con nằm. Mặt Huy đang có vẻ rất là phán xét cái cặp này đúng không? Huy về đội e chắc luôn. Huy về đội e chắc luôn. Trời ơi đội tam tay. Tám 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 tay ba đứa. Ba lại xin tám tám. Trời ơi. Trời ơi. Đội tam tay. Tụi em tam tay chưa đủ hả chị? Trời ơi. Chiếc mồ luôn vậy. Tám 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 tam tay chị. Đội Phúc Long Thọ. Trời ơi. Đội tam tay. Nhưng mà đội này phía xùa nha. Với Dương Lâm và Quyết Phan thì hai chị em này rất là thân thiết với nhau và lúc nào cũng hay tách ra đi riêng hết. Do đó hai bạn sẽ cùng diễn lối đi riêng với Pháp Kiều. Wow. Tuyệt vời. Rồi. Hợp lý quá, hợp lý quá. Nhóm chúng ta là nhóm. Ai vô đứng center? Ai vô đứng center? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, đáng sợ. Cái bài đó mới đáng nè. Tuổi gì? Mới lên sống con tập à. Tuổi gì mà vô center? Ủa, đáng ghê không? Người ta hát chính người ta có center. Chính em vô đó em phụ họa thôi. Ủa vậy? Tôi lo cho Pháp Kiều quá. Bây giờ chúng ta sẽ quyết định đến thứ tự ba bài hát này. Thì ví dụ như cho các bạn chọn thì các bạn chọn thứ mấy? Thứ ba, bên em rung quá. Đợi tôi cuối cùng. Không, đợi em cuối cùng. Bên đây nè, thuộc hết trơn hai cái lối đi. Không phải, không phải, phải diễn cuối cùng để giữ khán giả lại. Wow. Giữ khán giả lại. Wow, nghe chưa, nghe chưa. Vậy là anh nói là kiểu như là đội anh là kiểu là khán giả ở đây là gì và đội của anh đúng không? Đúng rồi. Tôi giái và coi hai hết bột xày xong thấy vui quá bỏ về. Đi về. Về, tao bà con miền Tây mà. Không, ta hay về ngủ sớm lắm. Anh ơi, mình diễn xong rồi. Rồi, cảm ơn khán giả, chương trình đã diễn xong rồi. Các bạn câu cuối của em là gì? Câu cuối là gì? Câu cuối là gì? Ví dụ đi. Lo đi riêng đi. Rồi giá đi, 2, 3 câu cuối. Lo đi riêng, lo đi riêng. Chương trình kết thúc đây, hẹn gặp quý vị một đêm rồi nhớ xin chào nha. Hẹn gặp lại. Rất chưa? Như vậy là họ đồng ý mình thứ ba. Đúng rồi, đúng rồi. Rõ ràng họ đồng ý mình thứ ba. Rồi sao? Diễn đầu đó. Kỳ quá, tên thứ hai, tên thứ hai. Hai mà, cái đội mình không có giành lời cái đội này đâu. Rồi bây giờ các bạn bắt cặp đi ạ. Ủa là em đang nói chỉ đạo hả? Dạ. Ê mắt lé nha. Ê mắt lé đừng anh với em không là tôi vừa gật đầu cái là mắt lé nha. Em về chỉnh lé nha. Không anh bị nhạy cảm quá rồi đó. Không anh tưởng là em nói anh luôn á. Ủa, 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 ủa lé gì mà lé qua hai bên dữ vậy. Trời em là bị bắn lá nha. Vậy mà em tưởng là anh em chưa tiếp với anh đó. Đúng rồi anh em chưa tiếp với anh đó. What? Anh ơi em là trái thơm hả ngàn mắt ngàn tay vậy. Rồi mình bắt cặp đi ạ. Cặp đây, bắt cặp đi. Hiếu. Hả? Dạ. Em muốn ai? Ai cũng được anh. Rồi. Sổ chấp. Phương Đào. Xong, Phương Đào. Xong. Chấp của. Đẹp trai như ý đẹp gái đúng rồi, đủ gì nữa. Được hả? Vậy cũng được hả? Thôi chị chấp nhận nha Hiếu. Thôi chị chấp nhận nha Hiếu. Dạ. Con đi với mẹ. Tên này đúng là biết điều. Nó chọn cái chắc không có. Nó chọn cái thằng chơi dở nhất. Nhưng không sao. Hôm nay ta khác rồi. Hôm nay ta khác rồi. Mẹ vẫn dở như ngày nào mà. Hát con kiến không à. Rồi tôi với Hiếu quy. Ủa tụi với Huy. Rồi Rick. Còn ai nữa? Lê Dương Vũ Lâm. Lê Dương Vũ Lâm. Rồi ê mắt không lé nha. Nhìn thẳng là biết nhìn anh liền. Thẳng luôn. Đúng rồi mà. Qua đây em. Rồi như vậy là cuối cùng là Đặng chọn Kiều Minh Tuấn đúng không? Chưa nói gì luôn. Thằng bé nó chưa nói gì nãy giờ. Tôi đau đớn. Tôi gục ngã. Rồi như vậy là Hữu Đặng chọn Kiều Minh Tuấn. Wow. Đâu, anh chọn anh Tuấn rồi. Anh chọn anh Tuấn rồi. Em với anh Tuấn nha. Em với anh Tuấn. Yeah, được anh Tuấn rồi. Yeah. Xong nhìn chị. Ủa sao nói vậy? Chuyện với anh này vậy? Nhìn đâu vậy? Nhìn cái này. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Trời ơi. Sao mẹ giờ không con hả? Điên khùng. Cố lên nha mẹ ơi. Anh Huy. Mẹ em ấy nha. Anh ơi. Gì ai mà phụ mẹ em nha. Anh chưa gì ai mà phụ mẹ em nha. Trời ơi. Trời ơi chưa gì cắm đầu xuống đất rồi. Anh Huy ơi. Cứu đội mình anh Huy ơi. Máy chạy.
Á? À? Nhưng cái con người mà không có chùm cái gì ra đây. Máy trời. Anh em người ta khổ nằm ở đây. Ủa? Khổ lên đi. Chơi vui đi. Là chính. Đỡ vậy. Đỡ vậy. Chơi vui vậy. Nha. Đỡ vậy. Đỡ. Rồi chơi vui nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Chơi đi. Mày đi. Bây giờ sao? Nữa, cứ giờ sao hoài à. Đây tập. Trời ơi. Trời ơi. Đây chính là hai con sâu ở núi Linh Sơn. Yêu nghĩa. Yêu nghĩa. Đúng rồi. Đúng rồi, máu lên nào, đừng nói. Kẹp, kẹp lại anh Quý. Kẹp lại. Đúng là cái đồ thân sâu hồn bướm mà. Bảo vệ. Dám lấy mày chơi game này là mập dập quá. Về đây, một phút nữa. Thôi đi, thân sâu hồn bướm ơi, tha cho ảnh đi. Về đi, về đi. Về đi bướm. Dạ rồi, giờ hết thổi luôn rồi. Muốn sợ Hiếu sao? Em tin chắc là Hiếu sẽ nhường em. Kính lão lắm họ mà em. Không, em không nhường gì hết trơn á. Khi nào bên anh anh quên là em bên đó. Em bán đầu em nhớ không? Chưa. Em tưởng anh em là địch. Không ngờ em cũng phải địch. Xin lỗi em nha. Dạ biết không ạ? À? Nghĩa là chúng tôi vẫn sẽ ghi hình kết quả, ghi nhận cái kết quả của từng đợt. Chúng tôi vẫn sẽ ghi nhận kết quả từng đợt. Rồi để chơi. Cướp bóc. À. Con sâu đã thâu còn bị biết nữa. Một, hai, ba, vô. 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 Chờ lớn luôn, trầm chui luôn. Ủa? Cái gì vậy? Anh ơi, cái đó rồi. là bắt cóc phải không? Tôi sẵn sàng rồi. Rồi. Ok. Con này nó chưa quá bướm. Con trong kén. Nào, lấy kéo cho chị. Ê. Hey. Bơ, chắc đầu ra nè. Bơ. À. Ôi. Beauty không có thoại. Không có thoại đó. Anh vô hả? Phải làm cho chị. Sống cũng được mà chết cũng không xong. Ok anh. Riêng anh là một lát nữa làm chảnh hồ sơ ngày hôm nay em chơi làm chơi sát phạt. Sao em hết mặt nha. Đừng chơi nha. Đừng gái gì hết em ơi. Dạ rồi. Đừng có ra vô em ơi. Nghe cưng. Không nương em ơi. Hay ra dẻ lắm. Tối ngủ cái gì gái. Ờ tối ngủ. Em nhường. Em nhường. Trời ơi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái dẻ đó. Trời ơi. Bị dấp. Sao đáng. Cái gái tôi. Ủa chưa ăn lại. Chưa chưa. Chưa chưa. Chưa chưa. Chưa có bắt đầu mà. Mọi người có phải đợi em không? Nó nãy giờ em đó nãy giờ mà. Ráng lên, đã lên em ơi. Kia thua mình hai gỗ. Hai đi. Ờ. Em đi. Nhưng mà tôi còn ngựa chiến, Lê Vũ Võ Lâm chưa chơi. Được rồi, đây là câu nước là ngày. Lấy vài chục chỉ cho anh nha Lâm ơi. Dạ, dạ mẹ. Đây, tôi chụp em chưa? Chơi chùm đầu chơi luôn không? Chơi đợt một chùm đầu. Chùm đầu. Ủa rồi. Khó hơn đợt một chùm luôn đầu. Đúng không hả? Đúng rồi, lại. Đó, bậy bậy. Không mà chùm vậy cái. Ngồi xuống đi đã. Vô luôn nè, vô nè. Rồi thổng tay đi, thổng tay đi. Rồi, thổng tay đã. Đỡ lại. Tụi em thử không cần thấy mặt. Khán giả chán mặt tụi em rồi. Khán giả chán mặt tụi em rồi. Thổng đầu đâu. Rồi. Xuống. Rồi quay beauty khuất mặt khuất mày luôn. Quay beauty khuất mặt khuất mày. Nhìn hai cái kia vậy. Không thấy là gì cả. Chúng tôi là những con sâu. Khuất mặt khuất mày. Nhưng mà hài lắm nha. Hài thấy lắm. Thời gian dành cho các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, hai bịch nhãn. Tao đang đi, tao đang đi. Hai bịch nhãn đang nhảy. Ừ, đúng rồi. Ủa, bịch này đi đâu vậy? Tao mệt quá. Tao thở không nổi rồi. Bây giờ mày muốn đấu hay là... Muốn đấu. Ngươi đừng có mày. Tụi em không ăn không học, tụi em kiếp sâu mà. Không được gọi ngươi được. Con sâu mà không chơi kêu mày tao. Trời ơi, con sâu mà. Đi tiếp giùm em đi. Không tâm lý nào mà mày tới được hết. Bạn ơi, đi. Bạn ơi đi. Bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mày. Ngưa ta thành bướm rồi. Đâu. Trời ơi. Một cái. Sao tôi phải làm nghề này vậy? Hả? Sao tôi phải mò cái gì của thằng Rít vậy? Trời ơi. Một. Lấy này được. Rít ơi. Không anh. Ừ, nát hết em ơi, chết rồi. Ê, cái gì thực phẩm anh em ơi, trân trọng anh em ơi. Đang cầm cho. Em cầm giờ đồ bị rách rồi, đồ chị bị rách rồi chị Thắm ơi. Hả? Chị cho tôi chơi cái gì đi.
Rồi bây giờ chạy đi, lát thì chơi chạy luôn. Chạy chi dữ vậy? Em đi đâu vậy? Em đi mua nhạc. Lấy giùm chị một cái đi em. Chị lấy dạo nào? Lấy dữ vậy? 10 9 8 7. Chị ơi, tụi 6. Em cần cách tách lại ba. Ba gì? Đúng rồi, có quà lấy. Anh Tuấn ơi. Anh Tuấn cực kỳ. Ủa? Anh thấy nó bị nữa. Mình bị mất nhãn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình bị mất nhãn rồi. Không lấy. Không lấy. Chị ơi, tụi em cần cách tách lại va. Va gì? Đúng rồi, có quà lấy. Va đập gì đây? Tụi em thấy có sự ai vậy? Không có ai người đâu. Thôi đừng ăn gian, tôi thấy rõ ràng. Tuấn lấy, đây trả lại. Trời ơi. Em lấy. Hồi nãy nhãn bự lắm. Không, chuyện này thôi. Như đây thôi. Cô đào chứ phải cô chợm đâu mà cô dợm gì vậy? Ê, quan trọng cho Tuấn nha. Lượt này mà thua là chui đang ăn nhãn đó. Lượt này mà thắng chứ thua là chui đang ăn nhãn đó. Ok. Mà ăn nhãn nhiều là Tuấn là bị tiểu đường đó nha. Ờ, vậy thôi không ăn à. Nè, tôi thông báo thực đơn buổi trưa đây luôn nè. Lẩu mắm. Wow, bún nước lèo. Trời ơi. Hết hả? Hai món thôi. Cho mình em đi. Làm ơn cẩn thận nghe. Trời ơi, em để mình nè, rồi nó còn em còn. Mời xuống. Hồi nãy anh là mười một ký mấy lần? Ai mới lấy à? Ai mới lấy được của mình vậy? Không có nha. Thôi không có lấy không nha. Không có nha. Tôi có con người da đàng hoàng nha. Ăn vàng quá. Ngủ quyền vàng quá. Tuấn ơi, em này được ăn uống hay không là nhờ vào em. Đàn ơi, trôi lắm rồi đàn ơi. Cố lên, một tháng làm gym, trà chiến với tôi. Chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, bỏ đường. Bỏ đường đâu mà mình thôi. Trường cái chân được đó anh Tuấn. Ừ, đúng rồi. Đúng sâu nha. Ông Trường cái tay. Rồi lên. Hiểu. Ê, sao đứng lên. Trời ơi. Tại vì anh đứng của em. Tôi bị liệu. Hả? Liệu gì kì? Tôi bị tưởng cái này là ngã tư. Ngã tư kìa. Giờ đèn đỏ xin qua đường đi. Bồng binh kìa. Ép cây bồng binh kìa. Cái bồng binh kìa. Tôi ép xe. Hay. Ơi, đây, ghê vậy. Trời ơi. Đó. Bò nhanh lấy. Thôi thì bò nhanh hơn bạo lực nữa. Lấy nhãn không lấy mạng. Quỷ ơi đi về đây. Ê bò. Trời lết ghê quá. Ừ, ổng lẹ ghê luôn. Dằn hết nhãn. Trời ơi. Trời. Mày chỉnh ký con hả? Rồi như vậy. Cố lên anh ơi. Cái đằng là thắng rồi đó. Đây. Thắng đâu, cân ký mà thắng. Đúng rồi, cân ký mà. À. Mẹ dạy đi lần rồi. Tuấn, không quýnh bạn mà cứ chơi game rồi quýnh bạn. Mẹ tôi chơi tới nơi tới chốn đi. Đang quýnh ta đó. Ôi, đang quýnh ta đó. Ừ. Giành giờ tôi được trước nhau chưa? Là được giành, đúng rồi. Ai mang về trước thôi. Dạ vậy bây giờ lấy lỗ nhãn, để lấy nhãn đi để cái lỗ rồi thôi. Tụi em chơi là ấy nhãn lắm, để bà con đó là trồng nhãn cực khổ quá mà chơi văng bun bun bun. Đó là bởi vì đó là lý do vì sao các bạn buộc phải khéo léo, các bạn không có thể nào tấn công nhau để đồ ăn thắng được. Cũng đúng. Nói cũng đúng. Tức là lát nữa em có quánh Quy rồi đó. Quy để cái rổ xuống. À là mới quánh Quy. Quánh xong mới lấy về. Ok là. Đúng không chị? Đúng. Cũng ủa? Cũng đúng. Cũng đúng. Chị không có chính kiến chị ơi. Em thấy chị ấy quá. Xong rồi nè. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Quá gì không? Bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn bữa cơm ngày hôm nay ha. Thực đơn của chúng ta gồm những món như sau. Đội thắng các bạn sẽ có món rau rừng xào tỏi. Đây là rau rừng xào tỏi. Gỏi cà đắng cá khô. Món gà nướng cà phê. Lạ quá vậy. Đó là món cá lăng nướng mọi. Và bên đây là ở đây chúng ta cũng có món đặc sản của Đắk Lắk, đó là món bơ sáp. Wow.
nhưng mà tụi em yên tâm nha, có cơm rắn có bơ thì ăn với gì? Nước mắm. Đúng, nước mắm rất là ngon luôn. Ăn bao giờ chưa? Dạ chưa. Hãy thử. Thử đi. Tụi tôi không cho nước mắm đâu. Tụi tôi không cho nước mắm đâu. Wow, chúng tôi không thèm, không thèm. Tại sao không thèm? Tụi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Bí kíp nước mắm Chinh Su cá cơm biển Đông. Ăn cơm xong cũng đến nha. Tôi xin phép để cá lên cho nó nóng chị ha. Ừ đúng rồi cưng. Thiệt á, trời ơi. Trời ngon quá. Đây là cá lăng sông Cerebop. Thì trong lúc mình chờ đội kia nhìn miệng mình thì mình sẽ gọi là ăn cái món rau. Rồi. Dạ. Hey, mình Tuấn ơi, tập trung qua đây Tuấn, không có nhìn miệng bạn. Qua đây, không cần nhìn mẹ hả? Qua mẹ bớt cơm nha, lẹ con. Anh hất cái bàn được không? Cái gì? Hất cái bàn nha, hất cái bàn nha. Chứ vậy không có như vậy. Có rau ăn rau. Có không? Rau ăn rau, liệu cơm mà gắp mắm. Đúng rồi, có bơ ăn bơ. Dạ, yeah, ngon quá. Trời ơi, nghe mà gặp heo nữa. Đã có ớt sắc rồi thì hình như thiếu một cái gì đó. Thiếu nước mắm đấy ạ. Thì ra là vậy, đổ vô đây để nước mắm Chinh Su cá cơm biển Đông. Chị, dạ. Cơm trắng mà ăn với cá nướng này với miếng rau là tuyệt vời. Đây, trời ơi, hơi anh hay biểu diễn lắm. Đói. Ồ, cái miếng cá nó thơm. Ồ, cái miếng cá nó thơm. Rồi. Hê. Giống mấy bạn trong lớp hồi xưa. Cho em cái bụng cá thì ngon quá à. Cái bụng cá ngon. Trời ơi, gói bụng cá thì ngon. Ướp đậm đà gì đâu á. Trời ơi. Thôi xin phép mời chị em múc cho chị. Dạ xin mời chị, mời cả nhà. Em ơi mình đừng có ăn cơm nhiều vì mình cá với gà mình rất là nhiều. Ăn cơm nhiều là bên này nè. Đi, bên dạ. Này mình ăn cơm, bên kia ăn năn. Dạ nhà giàu đồ ăn nhiều bớt thoại đi cho đi nghèo cái thoại đó. Ơi nó thơm quá rồi mọi người ơi, xin lỗi không nha quá. Nhưng mà sao gió nó lại thổi về phía mình á, phải thổi ngược về phía kia cho một miếng tội nghiệp. Thổi qua bên kia nữa hết bài luôn. Trời đất quá. Giờ em nướng cho nó khô mặt là mình ăn được rồi. Dạ rồi. Thôi em mời cả nhà mình nha, mời dạ, chị. Mời cưng, mời mẹ nha, mời dạ, mọi người. Rồi. Mời sớm ấy nha, mời sớm kia nha. Thấy không? Wow, chúc cơ chà. Ê, chúc cơ lạc cái lăng. Đúng rồi, chúc cơ chà cái lăng. Wow, chúc cơ lù, nà. Wow, chúc cơ lù, nà. Wow, xin ăn. À, cái này đây là không á. Tao không cho. Cho cái bụng đi, em chịu cholesterol được. Dạ con đây rồi mời. Quy ơi sẵn sàng cái dĩa chưa? À cái khúc có mỡ hay không có mỡ? Em có mỡ đi. Dạ ngon lắm á. Dạ. Dạ. Ăn bơ mà sống giữa núi rừng cương á. Trời ơi miếng cá này nó ngon gì đâu á. Ngon quá gan đi cưng. Ăn mấy chị để em ăn bên đây. Ê trong đội mình ăn đi cưng. Cá mắm ê chề nè. Dạ. Ê chề nè. Dạ ê chề. Ôi ăn mà bị ê chề quá vậy chị. Ê ngon quá ăn cưng. Ngon quá, bơ ngon quá. Nè bơ ngon lắm. Đó giờ em chưa bao giờ ăn cơm mà với bơ luôn á. Mà nghe nó kỳ kỳ đúng không? Nhưng mà hôm nay thật sự rất là ngon. Và hồi hen đó cũng bữa là cũng chia sẻ là ở quê hồi anh ăn cái này đi học lắm nè. Trời ơi, bơ tư ăn với nước mắm ngon nè. Ngon à. Trời ơi, bất ngờ ghê. Nè, Rít, em ăn em thử nó ngon cỡ nào cho dạ. Hiếm biết. Thiếu, nhìn anh Rít ăn. Em nhìn em có biết được nó ngon không anh? Có, do biểu cảm của anh em biết rồi hả? Để chứ, biểu cảm yếu. Không ngon lắm. Ngon. Ngon như Hiếu vậy, ngon như Hiếu vậy. Hiếu là không biết ăn cá nhưng mà qua nhà tôi là Hiếu ăn dữ lắm. Bây giờ tôi chỉ báo cho Hiếu biết là cái cá này ăn ok là hiểu để anh chấm miếng vô
hèn ghê không, hèn hả? Chứ bị luôn. À dạ. Nóng nha Hiếu, nóng nha. Nóng. Mùi, mùi ngon dữ vậy. Thấy không? Em nói với đồng đội em đi. Em ơi, ba tập rồi em lại bị đẻ sai nhà. Đầu sai, sai chỗ. Nữa ha. Bữa nay chung đội Khả Như em thấy sao? Nhục nhã. Nhục nhã. Ủa kỳ vậy Tuấn? Ủa? Anh bị liều. Anh bị liều. Gỏi cà đắng là cái món gọi là truyền thống của người đồng bào, đặc biệt là người ED. Nhưng mà hồi xưa là cà đắng là cà đắng thiệt, còn bây giờ là cà lai. Không có lần đầu chị mấy. Ủa nếu mà original nó là màu xanh luôn hả? Nó có hai loại, nó cà đắng tròn và cà đồng bào là như nhỏ 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 này. Dạ. Cà đó là đắng vô địch thủ. Thôi, tôi dù gì cũng là có đứa em gái. Đúng rồi. Nó đã cô đơn nhiều năm rồi, giờ còn gì nữa ngoài những miếng ăn đâu. Trời ơi. Nè, đưa chén đây. Yeah. Chị phải đội trưởng hay không? Trời ơi, đội trưởng. Sao ăn miếng đi bà, ăn sao? Có lấy không? Không. Không, không cho lấy. Không không. Ăn đi em. Đi qua bển đi qua luôn. Ăn đi bà. Ăn là biết. Tôi tan. Trời ơi, anh ơi không cho lấy. Ăn đi mà. Như lấy mà. Đi. Thôi thôi. Ăn cái miếng ăn này thì quăng cái miếng nào sẽ rớt miếng đó. Và không phải hôm nay. Tất cả các tập về sau. Ăn miếng ăn nào rớt miếng đó. Em dám để luôn á. Miếng ăn nào rớt miếng đó. Bị đuổi ra thôi. Miếng ăn nào rớt miếng đó. Bị đuổi ra thôi. Bây giờ. Gì vậy? Anh ăn rồi. Trời ơi, nó bị bỏ bùa rồi. Tôi tức quá. Tôi tức quá. Phải bỏ thêm nữa. Thôi tội nghiệp Lâm của em, độ đồng đội ăn hết rồi. Lâm mình tội nghiệp Lâm ơi, chị cho cưng miếng cá nha. Không phải, Lâm hay lắm. Lâm dù đồng đội ăn hết, Lâm cũng không bao giờ ăn. Đúng. Chả ngon lắm Lâm ơi. Ngon. Ngon. Tụi ông Lâm ăn miếng nha rừng. Thấy chưa? Thấy nghèo khổ chưa? Trời ơi, nghèo quá đi. Nghèo quá đi. Phải thoát nghèo thôi. Phải thoát nghèo đi, hai đứa con phải lên. Ông ơi, ông làm, nói đi ông. Ông ơi, ông làm, nói đi ông. Trời ơi, nghiệp quá. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao lại khổ vậy mấy con? Trời ơi, tại chồng con không có ý cầu tiến cha mẹ à. Bây giờ sao? Đó, tôi quyết định là nhà mình nghèo như thế này. Vậy bây giờ làm sao để giàu lên đây cha mẹ? Sao bà? Bây giờ là nó phải tha phương cầu thực thôi. Đúng rồi. Phải lên thành phố Hồ Chí Minh để mà học nghề thôi. Học nghề đi. Đúng rồi. Định học nghề gì nè? Học nghề gì trên đó? Rapper đi. Được không? Rapper kìa. Rapper nè. Có rap được không? Anh có một trái bơ. Anh có một trái bơ. Anh có nửa trái bơ. Anh có một trái bơ. Anh có một trái rồi, không nửa trái được, không nửa trái được. Anh có một trái bơ. Anh có một trái bơ. Anh có thêm trái bơ nữa. Anh có thêm một trái bơ nữa. Vậy mà trẻ ra mới rap được anh ơi. Rồi rap đi. Đúng rồi. Em tưởng tượng thôi. Em không nói gì. Anh có nửa trái bơ. Anh có nửa trái bơ. Anh có nửa trái bơ nữa. Anh có nửa trái bơ nữa. Anh rap đó. Anh rap lại. Một trái bơ. Một trái bơ. Rap bơ. Một trái bơ. Một trái bơ. Rap bơ. Thành và rap bơ. Thành rap bơ. Thành rap bơ. Làm lại, làm lại, làm lại, làm lại, làm lại. 2, 3. Không vui đâu, không vui đâu. Hay không? Anh có nửa trái bơ. Anh có nửa trái bơ. Anh có nửa trái bơ nữa. Rap lại bơ. Anh có làm rap bơ. Yeah. Ôi thật là tài năng quá. Rồi thôi để con đi lên trên đó đổi đời ông ơi. Đổi đời đi mình. Đó đi đi. Mà mình không các có con gì. Yên tâm đi. Ở nhà ba mẹ đã có nước mắm chinh su rồi. Chinh su cá cơm biển đông đậm đà sâu sắc như tình yêu vợ chồng. Nên hai đứa cứ đi nha. Yên tâm mà đi nha. Rồi hả miệng ra bà ơi. Tôi là Kình Ngư. Được. Tôi cho bạn cơ hội vào đội tớ. Nguyễn Huy. Rồi. Rồi. Em đi chọn anh. Em chọn đi. Em chọn. Anh xinh quá. Em cho anh chơi với em đi. Nãy anh cọc với em đó mà. Giờ anh diễn nét gì vậy? Cái nét anh gì đó. Nói trước là anh Dương Lâm không biết bơi. Rồi xong rồi đó. Không biết bơi, người ta nói vậy. Anh Tuấn cũng không biết bơi. Em sẽ chọn anh Giang. Đúng vậy. Đúng vậy. Ở đây mà kinh nghiệm ai qua tôi. Rồi. Rồi. Rồi người thứ hai. Quá trời. Em nhận biết là có kinh nghiệm trèo. Trèo. Đúng. Trèo. Cách đây 10 năm anh đã trèo cái này rồi. Đây chỉ là một cô bán đậu phộng thôi. Anh đừng có tính hết đâu. Ủa sao những người hèn hạ đứng bên này vậy? Cái gì? Trời ơi. Ủa có quy định người hèn hạ đứng phải hả? Tại vì theo chương trình nó có thể là okay, okay, người rồi. Này một đội không? Cô về với bé Tiên à. Rồi tôi chọn Kiều Minh Tuấn đi coi ảnh không hèn hạ như thế nào. Bà Tiên. Bà Tiên ơi. Bà Tiên ơi sao bà ghét tôi nghe. Tại còn mình khi đó sẽ hóa thân thành cô Tiên.
Cô tin về bán giá, cô chọn con đi cô tình ơi. Chọn em rồi, chọn em rồi, chọn em rồi. Cô tin cô chọn con đi con. Anh đợi lần sau đi. Anh đợi lần sau đi. Yeah. Không ai chọn. Bò qua đây, bò qua đây. Trời ơi, trời ơi. Đồ Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Không ai chọn. Em nhớ ngày hôm nay em không chọn anh nha. Anh cho em thân bại danh liệt. Chơi chơi nha. Chơi. Chúng ta sẽ chơi trò chơi kéo co trên tiền thúng. Trời ơi. Yeah, vậy đúng rồi, xin thua. Vô đây, vô đây. Kéo co. Mỗi đội cử một thành viên lên thuyền. Ai kéo thuyền về phía mình và lấy được cờ sẽ là đội chiến thắng. Chúng ta có 3 lượt chơi. Hai lượt đầu tiên, lần lượt từng thành viên của mỗi đội sẽ tham gia. Đến lượt thứ 3 thì hai thành viên còn lại sẽ tham gia. Lượt 1 và 2, đội thắng mỗi lượt được 1 điểm. Lượt thứ 3, đội thắng được 3 điểm. Phần thưởng chiến thắng chính là bữa trưa với những đặc sản của Lý Sơn. Đội thua tự đánh bắt cá để làm bữa trưa trên thuyền. Trời ơi, giờ này đã nào đánh cá rồi, ăn cái gì? Tự đánh cá luôn hả? Ủa mà vui không? Có kỹ năng khó đánh lắm. Cặp đầu tiên em đi. Chúng tôi cử chị bán nước bán đậu phộng. Bán đậu phộng. Tôi cử chị bán nước mía. Tôi cử chị bán nước mía. Đúng rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Chị cũng đã ra rồi. Chị ba đậu phộng rồi. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Tiên ơi, quánh nha. Chị phộng ơi. Tiên ơi, quánh nha. Đúng rồi, đúng rồi. Phộng ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, ráng lên Tuấn ơi. À, đúng rồi, đúng rồi. Kẹp cổ đó Tiên ơi. Kẹp cổ đó. Kẹp cổ đó. Yếu quá. Bé lão đảo rồi. Thôi. Kéo chưa? Kéo mạnh vô. Kéo mạnh lên Tiên. Anh thả cho con bé nó kéo một xíu đi, mình thắng chắc rồi. Hay quá Tiên ơi. Rồi làm đi anh ơi, chơi đi anh Tuấn. Ủa sao kỳ vậy? Anh Tuấn ơi chơi đi. Chơi thiệt đi anh Tuấn ơi. Đúng rồi, đúng rồi anh ơi. Đúng rồi, đúng rồi anh ơi. Tao mới dẫn lên. Đứng là dẫn cái là đứng liền luôn. Qua cho Tuấn ơi, đúng rồi. Anh ơi. Bưng xuống hồ đi, bưng xuống biển đi. Tiên ơi kẹp cỏ kìa, bưng Tuấn đi. Giờ mang đây kẹp cỏ. Tiên ơi lại đâu. Tao đưa trong nắng ra. Tiên ơi chơi dơ đi em ơi. Chứ không có lại thôi nó. Chơi dơ đi, chơi đàng hoàng không lại người ta đâu. Đúng rồi anh Tuấn. Ơi đúng rồi anh Tuấn. Đúng rồi. Ba, hai, một, bắt đầu. Quyền cố lên. Thiết bốc xin đâu. Đạp không? Đạp không?
trời ơi, trời ơi, Huyền chơi gì kỳ vậy? Mày cái mít đó hả? Ôi, leo lên rồi. Hay lắm Hiếu. Giật lại Quy ơi. Trời ơi, leo trời ơi, đạp xuống. Trời ơi, đạp xuống. Trời ơi, đạp xuống. Trời ơi, quá yêu trai không có dương nhịn người ta. Quá ưu lãng da rồi. Chìm xuống. Trời ơi, chìm ơi. Chìm ơi, chìm cái thủng luôn rồi. Thôi chìm ơi. Ơi. Trời đất. Quyết đấu lẹ đi. Hiểu đủ rồi. Ngô Kim Quân. Không, Hiếu không hiểu. Hiếu không hiểu. Cú. Mà là cú vô. Cú cái tay vô. Rồi thằng đứng. Cuộn cái dây vô. Vậy là nó trời ơi hay vậy. Em phải cuộn cho giống như anh nè. Cuộn qua tay sao anh? Cuộn dây giống Hiếu á. Cuộn vô giật lại, cuộn vô giật lại. Quy chân gian quá, Quy đèn cổ nhỏ kìa. Ăn gian gì coi. Trời ơi, Quy ơi. Bây giờ. Đúng gì? Quy chân sắp. Ôi, nó rồi, nó rớt rồi. Đội Thủy Tiên chiến thắng. Hay quá, vỗ tay. Hay quá. Tao có sức rồi, nó mạnh quá. Thật yeah. 3, 2, 1, bắt đầu. Quá nhẹ thì cắn người ta luôn. Trời ơi. Trời ơi. Ây da. Ây da. Đi ngồi nói chuyện nha. Kìa. Gửi cổ anh Giang rồi. Trời ơi. Trời ơi. Hai trong người nhà. Hai trong người nhà. Đâm xuống đi. Hiệp lực của nghe đi. 1, 2, 3. Hiệp lực. Ây da, dẻo quá. Tụi em đi ăn được không? Chứ giờ tụi em chán với cái thái độ chơi game này của mọi người quá. Ăn gian. Dừng lại đây, đừng hành hạ em tôi như vậy. Trời ơi.
Ủa sao tự xử luôn? Em ra chị đâu phải hạt sơn. Lo kéo đi trời ơi. Anh ghế lên ơi, lên Gỡ mít ra cho anh coi. Tụi em cũng gỡ mít nữa. Ủa sao anh gỡ mít nữa? Trời ơi. Kết ơi, cứu anh nha. Làm đi. Để tôi giết nó. Mày phải chết. Chết. Ờ, chạy đất, chạy đất. Sắp lá cà đi. Chơi là vui. Hả? Con khách thôi, lẹ đi. Đúng rồi. Rồi, đưa đi. Leo lên nào. Sao ta đi. Chút. Leo lên nào. Trông trò như quỷ dữ. Bây ra, bây ra. Quỷ đi ra, bây giờ để tôi bảo. Phải mặc cho quỷ mặc, mặc đúng mà ra. Theo ơi. Đi qua. Theo ơi. Trời đất ơi, vậy thì còn nghĩ dữ nữa đó. Đúng rồi. Đi, Tiên. Chèo đi. Hai người thật mạnh hơn hẳn Tiên ơi. Hay quá. Thiên nhiên gọi là ưu ái bên kia nhiều hơn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mà gió nó cứ tạt tạt qua, chúng tôi không làm lợi. Không phải, bình thường thôi, tại vì mình khỏe hơn, mình mạnh hơn, như vậy là quá công bằng rồi. Đã nói trước với lại mấy đứa rồi, cố gắng đi. Tại sao mấy đứa lại yếu như vậy, chán ghê. Ủa, mời chị bán đồ phòng ra khỏi đoàn chúng tôi. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.